xin phép rồi. Chị gửi đến anh bao nhiêu chị đâu ạ? Anh biết một cũng được. Không đi đây. Em sẽ hết 50, rất vui. Còn anh Tùng, anh đang nhiệm vụ chụp ảnh. Nhà bạn chuẩn ngay người anh nha. Chuẩn, bạn chuẩn. Chuẩn. Thank you.
rồi. Chúc Sơn mình biết nhá. À, em xin phép cho em xin phép cái lời được xin lỗi anh nhá. À, anh chào anh hát rất hay. À, em xin phép mà em với cả bọn em chụp một điều ảnh được không ạ? Anh xin Tùng chụp cho em với cả nhớ anh một kiểu ảnh nhá. Và kiểu gì? Thank you. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với một nhạc phẩm Chuyến Tàu Hoàng Hôn được thể hiện qua tiếng hát của chị Nguyễn Xuân. Xin mời chị. Chúng ta cùng dành một tràng pháo tay cho đến giây phút cuối này ạ. Đến phút cuối đã rồi đấy. Thôi thôi. Mang cái bàn đi. Ngồi không, tớ ngồi bên kia. Xin chào các anh, các chị và các bạn. Chúc cho câu lạc bộ của chúng ta ngày càng đông vui và hiệu quả hơn. Một chiến đấy, đùa đấy. Tất cả các bạn nào?